12. Đại dự án thua lỗ Nếu Trung Quốc tham gia dự án cao tốc Bắc Nam, Việt Nam sẽ sập bẫy nợ. Thông tin nhà đầu tư Trung Quốc muốn thầu chọn hoặc tham gia từng gói thầu của dự án cao tốc Bắc Nam đã gây không ít lo lắng cho người dân. Hậu quả nhãn tiền từ 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của Bộ Công Thương đến dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là những thực tế đặt ra hoài nghi lớn về hiệu quả của đồng tiền Trung Quốc tại Việt Nam. Đừng chết bởi Trung Quốc Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc thiết kế và thi công chưa đi vào vận hành đã trở thành phế phẩm. Các đại dự án đầu tư công của Việt Nam như bô các nhà máy nhiệt điện, gang thép, phân đạm, hóa chất, vân vân, Do các nhà thầu Trung Quốc trúng thầu chọn gói hay trúng thầu thi công đều đội vốn chậm tiến độ và có công nghệ lạc hậu đã gây nên thua lỗ cực lớn có lẽ nào không giúp chính phủ việt nam mở mắt ra chỉ có những kẻ thiểu năng trí tuệ chỉ có những kẻ què quặt về tâm hồn chỉ có những kẻ đói khát về nhân cách mới giao toàn bộ dự án hoặc một phần dự án đường cao tốc bắc nam phía đông cho nhà thầu trung quốc chính phủ việt nam đừng biện minh rằng các nhà thầu trung quốc bỏ giá thấp nên họ trúng thầu đó là cách nhìn lấp liếm đó là cách nói ngụy biện nếu dự án được thiết kế tốt nếu hợp đồng có các điều khoản cụ thể và rành mạch nếu hợp đồng có các điều khoản thưởng phạt phân minh nếu hợp đồng có đầu bài kỹ thuật tốt vân vân thì các nhà thầu Trung Quốc sẽ không bao giờ dám bỏ thầu với giá quá rẻ để trúng thầu các cơ quan chức năng của Việt Nam đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư nơi soạn thảo luật đấu thầu có soạn thảo bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để chấm điểm kỹ thuật đối với các nhà thầu trong nước và nước ngoài nếu có một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm tra và đánh giá năng lực nhà thầu trong nước và nước ngoài thật chặt chẽ và công minh chắc chắn một điều rằng các nhà thầu trung quốc sẽ bị loại bỏ ngay từ vòng chấm điểm kỹ thuật để dành chỗ cho các nhà thầu có năng lực có uy tín và trách nhiệm Hãy nhớ rằng, các nhà thầu và các nhà đầu tư Trung Quốc đem lợi ích đến cho một nhóm người nhưng mang ác mộng đến cho cả đất nước. Từ năm 2009 đến năm 2011, hai nhà báo người Tây Ban Nha là Joan Pablo Cardenal và Heriberto araujo đã tiến hành điều tra về đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài. Và các nhà thầu Trung Quốc ở nước ngoài, họ đã khám phá ra một sự thật kinh hoàng các nhà đầu tư Trung Quốc ở nước ngoài, các nhà thầu Trung Quốc ở nước ngoài chính là những kẻ tham lam và tàn phá. Hai nhà báo người Tây Ban Nha đã viết nên thiên phóng sự điều tra lừng danh cuốn sách Cuộc chinh phục thầm lặng của Trung Quốc. Xuất bản ở Tây Ban Nha vào năm 2011, cuốn sách này được dịch giả Nguyễn Đình Huỳnh dịch ra tiếng Việt với tựa đề Đạo quân Trung Quốc thầm lặng và đã được nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản vào năm 2015. Trước khi gọi thầu cho các dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, những quan chức Việt Nam có liên quan, hãy đọc cuốn sách Đạo quân Trung Quốc thầm lặng và hãy đến khảo sát thực địa dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Đừng chết bởi Trung Quốc. Đã có 12 đại dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ và đồng tiền hai mặt của Trung Quốc năm 2017-2018, Bộ Công Thương là nơi bị phanh phui 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là các đại dự án khí sinh học, ethanol, đạm, gang thép. Trong số dự án dính líu đến nhà đầu tư Trung Quốc có đạm Ninh Bình, gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, đạm Hà Bắc, một số dự án ethanol cũng được cho là sử dụng công nghệ của Trung Quốc đã bị điểm tên như nhà máy bioethanol dung quất nhà máy ethanol đại việt đắk nông nhà máy ethanol đắk tô con tum vân vân hai đại dự án đạm ninh bình và gang thép thái nguyên giai đoạn 2 là điển hình nhất của hệ quả sử dụng vốn hợp tác hoặc nhà thầu phụ mua sử dụng công nghệ trung quốc điều này đã khiến thời gian dài các đại dự án này không thể vận hành hiệu quả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sản xuất của các ngành cũng như đất nước. Ngoài 12 đại dự án tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể gượng dậy, vốn và công nghệ Trung Quốc thời gian trước luôn ẩn hiện trong rất nhiều nhà máy, xí nghiệp và dây chuyển công nghiệp nặng của Việt Nam. Một thời, rất nhiều nhà máy xi măng nhỏ lẻ của ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam nhập khẩu công nghệ của Trung Quốc Tiếp theo là ngành luyện cán phôi và thành phẩm thép, giấy, nhựa, vân vân. Những nhà máy cũng nhập máy móc, dây chuyển thiết bị của Trung Quốc vì chi phí đầu tư rẻ, nhưng máy móc tiêu tốn năng lượng và hiệu quả thấp. Đáng nói, trong một thập kỷ qua, để hạn chế tăng trưởng nóng của nền kinh tế số một thế giới, kế hoạch Made in China, Trung Quốc đã loại bỏ hàng loạt nhà máy, dây chuyền, công nghệ cũ, để tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Điều này đã khiến những cỗ máy, dây chuyển phế liệu được chuyển đổi qua viện trợ, vay trợ, qua các tổng thầu EPC, thầu phụ, ngân hàng đến các nước thứ ba. Phần lớn công nghệ, máy móc, kỹ thuật này đều được chuyển sang châu Phi, Nam Mỹ, Nam Á và Đông Nam Á theo cùng chiến lược ảnh hưởng và bẫy nợ của nước này với nhiều cái tên như nhất đới nhất lộ một vành đai một con đường hay con đường tơ lụa mới đây là chiến lược mà trung quốc đặt ra tham vọng vươn ra thế giới như một cường quốc phát triển để gây ảnh hưởng đường sắt cát linh hà đông đội vốn trì trệ và bong chóc một dự án được coi là điển hình của tật xấu vốn trung quốc cũng như cách quản lý thiếu hiệu quả của việt nam là đường sắt cát linh hà đông Khởi công đúng dịp giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 năm 2011, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên đến nay, dự án đã chậm tiến độ, đội vốn và chưa được đưa vào sử dụng. Ban đầu, tổng mức đầu tư cho dự án chỉ 552,8 triệu đô la với 419 triệu đô la vốn vay ODA có lãi suất của Trung Quốc sau nhiều lần điều chỉnh, dự án tăng vốn lên gần 900 triệu đô la cho hơn 13 km đi hoàn toàn trên cao. Một diễn biến khác, Indonesia vừa khánh thành đường sắt đô thị dài hơn 15,7 km tại quốc đảo này với tổng số vốn 1,14 tỷ đô la vay từ cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Dự án này có thời gian thi công từ tháng 10 năm 2013 đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động điểm khác với đường sắt cát linh hà đông là dự án đường sắt đô thị của indonesia còn có nhiều khu vực đường hầm vượt đảo còn điểm chung là đều là dự án nhận vốn vay ưu đãi của nước ngoài nhưng thời gian thi công và hoàn thiện của tuyến đường sắt đô thị của indonesia đã nhanh hơn so với dự án vay vốn của trung quốc tại việt nam tại hà nội trong các dự án đường sắt đô thị, hai dự án đã khởi công xây dựng là Cát Linh Hà Đông và Nhổn Ga Hà Nội đều bị đội vốn, chậm tiến độ và gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển của thành phố cũng như quá trình hiện đại hóa lớn mạnh của đất nước. Thông tin mới được báo chí cập nhật, tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông dù phải đến tháng 4 năm 2019 mới chính thức đi vào hoạt động nhưng hiện tại một số hạng mục đường lên đường xuống của các nhà ga trạm trung chuyển đường sắt bị bong ốc vít, nứt vỡ kính, bong vối vữa, cho dù vẫn trong tình trạng bảo hành bởi chủ đầu tư và các nhà thầu. Báo chí nước ngoài gần đây cũng liên tục đưa thông tin về những dự án lớn do Trung Quốc đầu tư thi công tại Pakistan, Sri Lanka và một số nước châu Phi vân vân một số quốc gia đã không thể trả nổi nợ và phải trao quyền khai thác cảng biển, sân bay cho Trung Quốc như Sri Lanka, Zambia, vân vân. Thủ tướng Malaysia cũng đã quyết định hủy bỏ một dự án có quy mô lớn đến 20 tỷ đô la do Trung Quốc đầu tư vào nước này với cảnh báo nguy cơ xa vào bẫy nợ của Trung Quốc. Do đó, với những dự án quy mô lớn như cao tốc Bắc Nam yêu cầu thận trọng trong lựa chọn nhà đầu tư nơi cung cấp nguồn vốn vay là một trong những yêu cầu hệ trọng hàng đầu trong bối cảnh các nước cũng đang xem xét định hướng lại trong việc khai thác nguồn vốn đầu tư từ trung quốc bài viết của nhà báo chu vĩnh hải và nguyễn tuyền